gọi gì em đấy? Hả? Anh gọi gì em? Đang ở trong nhà vệ sinh gọi ầm ầm lên thế thì còn làm ăn cái gì được nữa? Ừ thì em cứ ăn đi. Ơ, này. Tóm lại anh gọi cái gì em đấy? Ờ, trời, anh cũng chả nhớ nữa. Ơ. Ồ, hay thật đấy nhỉ? Anh làm cái trò gì đấy? Trông này, cốc chén bẩn thì vứt đầy ra. Có mỗi cái bàn làm việc bày dầm gì mà lắm cốc đấy. Cốc thì hôm qua thì em uống sữa, rồi anh uống trà, rồi mẹ uống nhân trần thì nó còn đấy chứ làm sao? Ô này, mà em bảo nhá, anh cũng phải dọn dẹp một tí đi. Chẳng phải là em lười không dọn được đâu, nhưng mà ít nhất thì anh phải động tay động chân một tí. Ngồi nhiều sinh bệnh đấy. Bệnh gì? Tí tỉ cái thứ bệnh. Mà nhá, ai nói là sẽ sống với em đến đầu bạc thăng long đấy? Anh. Anh à? Anh cái gì mà anh nữa? À thì một hàm của cái đây, cái hàm bên trái này cũng lung lay rồi đấy này. Mà tóc bạc thì biết rồi đấy. Anh nói chết anh không? Hả? Anh nói cái gì đấy? Nói chuyện anh tức không chịu được ý. Khổ quá, nhưng mà vấn đề là em phải hiểu như thế này này. Không phải là anh không muốn hoạt động đi đi lại lại, nhưng mà bởi vì cái công việc của anh nó quá bận. Em để em nhìn thế này, anh cũng ngơi được ra lúc nào đâu. Thôi, được rồi. Ok, anh giỏi, em biết là anh rất giỏi. Em đi rửa cốc, được chưa? Đây rồi. Em... hộ chồng cái điền mấy cái mục này vào đây để chiều anh lên phường anh nộp nhé. Ô, thì có một cái việc viết mà cũng phải nhờ vợ à? Thế mới gọi là nhờ. Họ tên Nguyễn Quang Thắng, địa chỉ rồi xong. Ơ chồng ơi. Hả? Học hàm học vị thì ghi như thế nào? Thì cứ ghi là cán bộ nghiên cứu ở Viện Tiết kiệm Năng lượng Quốc gia. Cán bộ nghiên cứu Viện Tiết kiệm Quốc gia. Thế còn vợ? Chồng. Hả? Thế còn vợ thì ghi như nào? Vợ là đứa nào? À, này! À! Đang ngờ vả đấy nhá. Ôi, khổ quá, chỉ cơm tên là gì mà còn không biết nữa hay sao nữa, mình còn phải hỏi. Không, em không nói cái tên. Đây là học hàm học vị rồi nghề nghiệp thì em ghi như thế nào? Gớm, học mới hết cấp 3 thì mà cũng đòi học hàm học vị. Ghi là tốt nghiệp cấp 3, nghề nghiệp nội trợ. Thế thì em bỏ qua cái học hàm học vị, tốt nghiệp cái gì này nọ, chỉ viết nghề nghiệp thôi có được không? Ừ, nói tóm lại là người ta bây giờ người ta yêu cầu cái gì thì em cứ điền vào đấy, thế thôi nhá. Quá. Này, đừng có động vào này của tôi đấy nhá. Nội trợ. Biết thế, ngày xưa cố gắng học được cái bằng trung cấp hay cao đẳng, có phải bây giờ đỡ chênh lệch với chồng không? Không được rồi. Phải có một cái cách nào đấy để mình thể hiện khả năng với chồng đấy nhở. Mà đúng rồi, có mỗi một cách là phải nhanh nhạy kiếm tiền thì mới hơn được anh Thắng nhà mình được. Mà thể hiện một cách nào nhở? Đất đai vàng bạc thì mình không có vốn, bất động sản chứng khoán thì lại không biết gì. Đúng rồi. Chồng ơi! Chồng! Hả? Cái gì đây? Anh đang trong này. Anh có việc gấp lắm, anh đi ra đây đi. Gấp gì thì để 5 phút nữa nhá. 5 phút còn gọi gì là gấp nữa? Không được, em muốn đổi đời, phải đi ra ngay ngay. Hả? Đời em thì có cái gì mà phải đổi? Không, em muốn nổi tiếng, em muốn kiếm được nhiều tiền. Anh phải cho em tiền, đi làm ca sĩ, diễn viên. Không làm người mẫu cũng được. Úi dồi ôi, ngàn cư vi bất thiện quá đấy. Anh đề nghị em nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống đi. Thế gì mà muốn làm giàu hả? Muốn kiếm tiền rồi muốn nổi tiếng, em nên học theo tấm gương của chị Lụa đi. Làm phụ nữ thì phải chăm lo cho gia đình, chú ý cơm nước giặt giũ. Thế em muốn kiếm tiền không phải là muốn lo cho gia đình à? Mà đang yên đang lành nhắc đến chị Lụa làm cái gì? Cô Huyền ơi, cô Huyền. Chị, cô đi chợ à? Vâng. Sao đi muộn thế? Rồi ôi, em mải xem tivi quá, quên hẳn cả giờ đi chợ. Mày phải đi luôn đấy, không thì ra chợ chẳng còn cái gì mà mua. Cô Huyền ơi, dạ. Cô cho tôi nhờ một tí. Nhờ em á? Ừ. Chuyện gì đấy chị? Cô
cho tôi mượn mấy trăm nhá, tuần sau tôi trả. Mấy trăm á? Ừ. Rồi ôi, tưởng chị vay mấy triệu, mấy trăm nhà em đây. Tại cái ông vui nhà tôi ý, tôi đã bực mình lắm ý. Nhưng mà có đứa bên ngoại ý, nó cưới, cho nên là tôi không tiện xin ông ấy tiền mừng. Dưới ạ? À, mà khổ thế cô ạ. À, tôi ý, một đồng cũng phải xin chồng, không ai khổ bằng tôi ý. Thôi rồi. À, thôi. Đây, cầm đi chợ nhá. Cảm ơn cô nhiều nhá. Tôi đi đây. Ủa? Không được. Nếu mà cứ noi gương cái bà lụa ấy thì cả đời sẽ bị đàn áp. Là phụ nữ thì phải tính đường riêng cho mình chứ, phải thể hiện bản thân, phải thể hiện tài năng. Đúng rồi, phi thương thì bất phú. Alo, anh Sướng à? Anh có rảnh không? Em gặp anh có một tí việc. Chào cô Huyền. Anh Sướng. Cô gọi cho tôi sang đây có việc gì ạ? Khổ, em muốn nhờ anh tí việc. Chả là muốn nhờ anh tư vấn giúp mấy cái vụ kinh doanh ý. Kinh doanh á? Ừ. Kinh doanh gì? Thì em định sẽ mở một cái quán. Quán ăn à? Không, quán cà phê. Quán cà phê? Ừ. Ok, được. Anh giúp em với. Bây giờ phải làm những gì hả anh? Như thế này, với nhu cầu ăn uống bây giờ, việc uống cà phê là một phần tất yếu của cuộc sống, không thể thiếu được. Để khách hàng được hưởng thụ một không gian yên ả, đầm ấm, lãng mạn là một việc rất cần thiết. Nắm bắt được hiện tại của khách hàng, triển khai để mở ra một xu hướng mới. Thì anh em chúng ta phải mở một quán cà phê đầm ấm đầy chất Việt, tìm kiếm cạnh tranh các quán cà phê trên thị trường. Nêu gương kinh doanh khác cho các quán cà phê để còn được học tập. Phải không? Vâng. Ôi dồi đấy, khổ quá, nói chậm thôi. Thứ nhất là nói chậm, thứ hai là đừng đi lại nhanh chóng mặt lắm, thứ ba là cẩn thận sặc ấy. Thì đang sặc rồi. Bình tĩnh, nói chậm thôi. Việc kinh doanh là phải như thế. Chúng ta phải làm thế nào cho các quán khác phải học tập quán của mình. Như thế, hiểu chưa? Một tí về việc kinh doanh đầu tư chung chung thôi mà nó hết cả đầu rồi. Tôi chết, có một vấn đề quan trọng mà tí quên. Anh Sướng à? Ôi vừa nãy bàn chuyện mà em tí quên việc quan trọng là anh em mình chưa chốt được địa điểm anh ạ. Địa điểm là vấn đề rất quan trọng để mở quán cà phê. Trước hết nó cần đảm bảo yếu tố phong thủy để thu hút tài lộc trong kinh doanh. Mặt khác nó cần đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và hưởng thụ đương thời của khách hàng ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Đáp ứng thang nhu cầu tinh thần, ban đầu là nhu cầu vật chất ăn uống, sau đó là nhu cầu hưởng thụ, sau đó là nhu cầu tinh thần. Và cái này... Anh Sướng ơi, em đang nấu dở nồi cơm nhà. Em và anh khóa một cái đã cho em gọi lại cho anh nghe nhá. Nói nghe nó chả hiểu cái gì cả. Chắc chỉ có anh Sướng mới hợp với kinh doanh lớn thôi. Mình thì mèo nhỏ, bắt chuột nhỏ. Kinh doanh nhỏ. Kinh doanh buôn bán cái gì bây giờ nhỉ?